Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em tổng ôn về ancol. Và vào buổi chiều ấy, buổi sáng. À, cảm ơn Huỳnh Mây nha. Buổi sáng thì cô đã đăng file tài liệu. Không biết là các em đã làm chưa nhỉ? Làm chưa? Cô thấy có bạn Luật thì bảo cô là có câu 22 chưa làm được đúng không? Các em đã làm hết chưa? Thấy là nó như thế nào? Rồi, chào các em nha. Cảm ơn các em đã tương tác rất là nhiệt tình với cô. Và trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tổng ôn về ancol. À, tức là tổng ôn các kiến thức khóa học lớp 11 để làm nền tảng học sớm 12 vào tuần sau. Và lưu ý ở phần học sớm 12 đó là khi mà bắt đầu vào học sớm 12 nhá, thì cô sẽ live free 2 buổi trên tuần ở trên Facebook nha. Còn lại là cô sẽ like trong group kín. Và bạn nào mà quan tâm đến học sớm 12, học theo lộ trình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có luyện đề cũng như là các mẹo để chúng ta khoanh nhanh trắc nghiệm thì các bạn có thể inbox cô nhá. Hay là hai chị trợ lý của cô đó là Lê Nga Việt Sách và Thanh Thúy Việt Sách nha. Được chưa? Ok chưa? Bây giờ chúng ta vào học được chưa nhỉ các em? Vào học được chưa? Rồi, bắt đầu vào học được chưa các em? Nếu mà cảm thấy rằng là bây giờ đã học được rồi thì hãy thả tim giúp cô nào. Xem là chúng ta bắt đầu học được chưa? Thả tim nhá. Thả tim để cô xem là chúng ta bắt đầu học được chưa? Rồi, chào tất cả các em nha. Chào Kim Tuyến này, Hải Lê này, Hường Thịnh này, Huỳnh Mây và tất cả các bạn nhá. Chào Lường Văn Tâm nha. À, nhờ xem like của cô mà đánh lụi được 7,75 à. Ôi giỏi quá. Mừng rỡ nước mắt luôn cơ à. Rồi, vậy thì cố gắng là xem like nhiều hơn để tăng tốc năm sau lên 8,75 rồi 9,75 nha. Rồi, chào Hưng mệt rồi nha. Chưa đọc cái đề này cơ à. Đọc đi xem nào, vẫn chưa đọc à. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm khoảng hơn 20 câu, được chưa? Bắt đầu câu số 1, nhìn rõ không? Nhìn không rõ thì phải bảo cô ngay để cô chỉnh nha. Nhìn rõ không các em? À, hôm nay mới xem buổi đầu à? Hưng hôm nay mới xem buổi đầu tiên à? Rồi, vậy chào Hưng nha, chào mừng Hưng đã đến với buổi live của cô nha. Rồi, à, bạn Luật, bạn Hưng và bạn Trường Giang đã comment đáp án câu 1 là đáp án C. Chúng ta cùng chữa này. Ancol no, mạch hở, đơn chức, có công thức tổng quát là. Thế khi đi thi, nếu như mà các em không nhớ được cái công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở ấy, thì các bạn sẽ lấy ra một ví dụ đại diện. Chẳng hạn như là rất là quen thuộc, đó là CH3, CH2OH. Chính là rượu etylic đúng không? Hay là ancol etylic mà chúng ta đã học ở chương trình hóa học lớp 9 đấy đúng không? Vậy thì nhìn vào đây chúng ta dễ dàng xác định được nó sẽ có dạng là gì? CnH2n cộng 2O. Đúng chưa? Hay là mình sẽ chọn được luôn đáp án ở đây sẽ là đáp án gì? À, chắc chắn sẽ là đáp án C rồi. Không có gì khó khăn đúng không các em? Lưu ý với các em nhé, nhắc lại với các em này, khi đi thi, nếu như mà chúng ta không nhớ đấy, không nhớ được trường hợp tổng quát, thì các bạn hãy lấy ra một trường hợp đại diện. Từ cái đại diện này, các bạn suy được ra cái tổng quát. Rất đơn giản nhé. Tiếp theo các em cùng chuyển sang câu số 2 nào. Xem là câu số 2 này, mình sẽ lựa chọn đáp án là gì đây? Nào, mạnh mẽ comment xem là câu số 2 đáp án ở đây sẽ là gì nào? À,
Rồi, Hoàng Lộc, chào Hoàng Lộc nha. Lần đầu xem live cô à? Rồi, chào mừng em đến với buổi live của cô nhé. Hà Luật, hôm nay mát trời chắc mấy bạn ngủ hết rồi. Nhiều bạn vẫn còn ham học lắm Luật ạ. Em cứ nghĩ ai cũng như em ấy. À, cô thấy câu số 2 thì là có bạn thì comment đáp án là 2D. Ví dụ như là bạn Luật hay là bạn Hoàng Lộc. Bạn Trường Giang thì comment đáp án câu 2 là đáp án B. Vậy chúng ta sẽ cùng chữa xem là câu số 2 đáp án ở đây sẽ là đáp án gì nhá. Các em cùng quan sát này. Đề bài cho ancol no, đơn chức mạch hở, có công thức đơn giản nhất là C2H5O. Vậy các em thấy rằng là bài số 2 này có quen không? Bài số 2 này có quen không? À, Hưng mệt rồi, ra đáp án là 2D. Vậy các em thấy rằng là bài số 2 này có quen không nhỉ? À, rất là quen nhá. Cụ thể cái bài số 2 này chính là cô đã đưa vào ngày hôm trước đấy. Đó là liên quan đến độ bất bão hòa. Cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Các em để ý này, áp dụng độ bất bão hòa để tìm ra công thức phân tử của x. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Đầu tiên là từ công thức đơn giản nhất này, chúng ta sẽ đưa về công thức phân tử dạng thực nghiệm. Nó sẽ có dạng như sau. Đó chính là C2H5O tất cả N lần, được chưa? Vậy từ đây mình sẽ suy được ra là gì? C2N, H5N, ON, được chưa? Mà đề bài cho là gì? Ancol no, đơn chức hở. Vậy ancol no, đơn chức mạch hở thì mình sẽ có là K hay là độ bất bão hòa chính là bằng 0, đúng không? Vậy bây giờ dễ rồi, mình sẽ tính này. Độ bất bão hòa K trong trường hợp này sẽ được tính bằng 2 cộng 2 lần số carbon, đúng không? Trừ đi số hydro tất cả trên 2 và cho bằng 0. Vậy ở đây mình sẽ được là gì? 2 trừ N trên 2 bằng 0. Vậy suy ra luôn N bằng 2. Vậy khi N bằng 2 thay vào cái công thức phía trên này thì mình sẽ được là C2 nhân 2 hay là C4, H5 nhân 2 hay là H10, O2, được chưa? Vậy đáp án cuối cùng mà chúng ta lựa chọn ở đây thì chắc chắn sẽ là đáp án gì? À, chắc chắn sẽ là đáp án D rồi, đúng không? Như vậy là câu số 2 mình đã lựa chọn được đáp án rồi. À, Hưng, hôm nay chỗ em mưa quá nên không dám đi ngủ à? Rồi, như vậy chốt 2 là D nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 3. Để xem là đáp án ở câu số 3 đây sẽ là đáp án gì nhá. Rồi, chốt D rồi đúng không? Nào, câu số 3. Câu số 3 liên quan đến tên thường đúng không? Một số ancol có tên thông thường mà các em phải nắm vững. Tại sao cô nhắc là các em phải nắm vững? Bởi vì khi đi thi đấy, nhiều đề bài lại cho chúng ta tên thường mà không cho mình tên thay thế đúng không? Vậy thì chúng ta cùng phân tích này. Propan 1, 2, 3, trion. Thế các em nhìn này. Propan. Từ cái này mình xác định được ở đây sẽ là gì? Anconor. Tri này mình sẽ phát hiện được ở đây là 3 chức. Và proper thì mình sẽ xác định được ở đây là có 3 carbon. Được chưa? Vậy phân tích này, 3 carbon, mình cứ viết mạch chính có 3 carbon ra trước, được chưa? Sau đó các em nhìn này, 1, 2, 3. Vậy chứng tỏ là vị trí số 1, số 2 và số 3 thì có OH, được chưa? Đấy. Vậy chúng ta sẽ điền vào thôi. Sau khi điền OH vào rồi thì mình điền tiếp hydro vào. Vậy đây sẽ là CH2, CH, CH2. Vậy thấy chất này quen chưa? Rất là quen thuộc đối với chúng ta đúng không? Đó chính là glycerol. Chốt luôn, câu số 3, đáp án ở đây sẽ là đáp án B, glycerol, được chưa? Làm được chưa nhỉ? Rồi, 3B, đúng rồi, 3B này, Trường Giang, Hoàng Lộc này, Hưng này, chuẩn rồi, Hải Lê, đúng rồi. Bạn hỏng phím nên comment nhầm à? Bạn nào vậy, cô chưa nhìn thấy comment của bạn đấy. Nào, chúng ta lại cứ cười nhau thế, ai cũng có lúc sai lầm đúng không? Sai thì sửa, việc gì đâu. Rồi, tiếp theo câu số 4 nào. Câu số 4.
Câu số 4 xem đáp án ở đây là gì nhé các em. Để nhận biết được hai chất lỏng không màu đó là propan 1,2 dion. Vậy chúng ta sẽ viết ra này, propan vậy là 3 carbon. 1,2 tức là ở vị trí carbon số 1 và carbon số 2 thì có nhóm OH, được chưa? Sau đó mình điền tiếp hiđro vào thì chúng ta sẽ được như sau. Rồi, tiếp này. Propan 1,3 dion, vậy sẽ là như sau này, mạch chính 3 carbon đúng không? Đầu proper vào, đúng không? 1,3 vậy vị trí carbon số 1 và vị trí carbon số 3 có nhóm OH, được chưa? Tiếp này, điền tiếp hiđro vào thì mình sẽ có như sau. Vậy chúng ta nhìn này, một trong hai chất thì có 2 OH liền kề. Như vậy so sánh thì là chúng ta thấy là một chất thì có 2 OH liền kề và một chất thì không có 2 OH này thì làm sao? Cách xa nhau đúng không? Không có liền kề. Vậy thấy ngay, hóa chất mà chúng ta lựa chọn ở đây chỉ có thể là gì? Đồng 2 hydroxit. Bởi vì cái trường hợp này thì đồng 2 hydroxit sẽ tan và thu được dung dịch màu xanh lam đặc trưng đúng không? Thế còn trường hợp này thì không hòa tan được đồng 2 hydroxit, được chưa? Đây. Nha, vậy cô sẽ ghi ra. Ok, vậy chốt lại là câu số 4, đáp án của chúng ta là đáp án B. Vậy xem là có bạn nào sai không nhá? À, chắc chắn là không có bạn nào sai rồi đúng không nhỉ? Rồi. Cô đã thấy các bạn làm đến câu số 5 rồi. Vậy chúng ta cùng chuyển sang câu số 5 nha. Chào Khoa Đinh nha. Rồi, cô thấy là bạn Luật đã comment 5D này, Nguyễn Giang này, Hưng này, đều 5 đáp án là D. Vậy chúng ta cùng xem nhá. Xem là đáp án câu số 5 ở đây có thực sự là D không nào. Chúng ta cùng xem nào. Oxy hóa không hoàn toàn propan 2 ôn. Đây, vậy chúng ta sẽ viết ra proper, vậy mạch chính 3 carbon. Đuôi an, vậy đây là anconno. 2, vậy vị trí của carbon số 2 là có nhóm OH, được chưa? Tiếp theo chúng ta điền hiđro vào thì được như sau. Khi oxy hóa nó bằng đồng 2 oxit đun nóng thì mình có là gì? Đây là ancol bậc mấy? Bậc 2, đúng chưa? Bậc của ancol được xác định bằng bậc của carbon mà gắn với nhóm OH, được chưa? Vậy đây là ancol bậc 2. Vậy ancol bậc 2 mà khi oxy hóa bằng đồng 2 oxit nung nóng thì chúng ta sẽ được gì? Được ceton. Và mình thấy ancol này có 3 carbon đúng chưa? Vậy ceton của chúng ta cũng là có 3 carbon. Và nó sẽ là như sau. Đây, bây giờ cô sẽ điền tiếp hiđro vào thì nó sẽ là như sau. Đấy, đồng và nước. Vậy thì chúng ta thấy ngay đáp án ở đây sẽ là gì? Phải là ceton. Vậy thì không thể là A. B ở đây thì có 4 carbon, chúng ta cũng loại. C có 5 carbon, mình cũng loại. Vậy đáp án ở đây đích thị là đáp án D rồi. Còn chần chờ gì nữa mà mình không chọn D đúng không? Tiếp nào, câu số 6. Như vậy chốt nhá, câu số 5 đáp án là D. Tiếp theo câu số 6 nào. Đúng rồi, bạn Ánh Dương mới học hết ankin. Bởi vì Ánh Dương là lớp 10 năm nay lên 11, được chưa? Vậy anh Dương có thể xem trước like để thấy rằng là hữu cơ ở lớp 11 sẽ học như thế này nhá. Hưng lười xem toán, sang đây xem hóa. Vậy chắc là fan của môn hóa rồi đúng không? Rồi, chào mừng em đến với môn hóa của cô Huyền nha. Rồi, cố lên Dương ơi. Rồi, tiếp theo câu số 6 này, cô thấy các bạn đều comment câu số 6 là đáp án C. Vậy chúng ta sẽ chữa nhá. Có bao nhiêu đồng phân C4H10O khi tác dụng với đồng 2 oxit nung nóng sinh ra aldehyde? C4H10O, vậy chúng ta xác định được K ở đây bằng 0 rồi nhá. Vậy để tác dụng được với đồng 2 oxit nung nóng mà sinh ra aldehyde thì ở đây sẽ phải là gì? Ancol bậc 1. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi viết tất cả các đồng phân là ancol bậc 1, đúng chưa? Ứng với công thức là C4H10O nhá.
Vậy mình sẽ có như sau này, đồng phân ancol thì có đồng phân về mạch carbon và đồng phân vị trí nhóm OH, đúng chưa? Ancol bậc 1 thì nhóm OH sẽ ở đầu mạch rồi. Vậy mình sẽ có như sau này. Với trường hợp mạch thẳng, mình sẽ có một đồng phân ancol bậc 1 như thế này, đúng chưa? Thế còn với trường hợp mà mạch có nhánh thì mình sẽ được như sau. Đúng chưa? Vậy chốt lại là bao nhiêu ancol bậc 1 đấy? À, 2 ancol bậc 1, đúng chưa? Như vậy chốt lại câu số 6, đáp án là C. Như vậy lý thuyết thì cô thấy rằng là các bạn làm ổn đây. Vậy lát nữa sang bài tập thì như thế nào nhá? Tiếp tục làm một câu số 7. Câu số 7. À, câu số 7 khá là đơn giản đúng không? Vậy chúng ta thử xem là có bạn nào sai không nhá. À, Hưng Ánh Dương Trung học phổ thông chuyên Hóa rồi. À, học đến nguyên tử nguyên tố hóa phân tích rồi ấy chứ. Hưng mệt rồi. Rồi làm quen dần với Ánh Dương đi để hỏi xem là bạn ấy học đến đâu rồi. Rồi câu số 7. À, rất nhiều bạn đã comment đáp án câu số 7 ở đây là đáp án B rồi. Vậy có vẻ như là câu số 7 này khá là dễ đúng không? Ancol metilic, à, đầu là mét. Mét là 1 đúng không? Mét là có 1 carbon, vậy CH3OH được chưa? Acid acetic. Có nhiều bạn bảo với cô là cô ơi em chưa học đến acid acetic. Thì các bạn chú ý nhá, acid acetic mình học lớp 9 rồi đấy. CH3COOH được chưa? Vậy dễ rồi, đây chính là phản ứng ester hóa. Cụ thể như sau. CH3OH phản ứng với CH3COOH trong điều kiện xúc tác là acid sulfuric đặc và đun nóng. Thì đây là phản ứng ester hóa nhá. Phản ứng thuận nghịch, mình thu được ester ở đây sẽ là gì? CH3COCH3 và nước. Vậy ester ở đây sẽ là gì? Metin acetat. Hay đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án B. Vậy câu số 7 này hy vọng rằng là chúng ta không bị sai đúng không? Rồi. À, Hưng ấn nhầm à? Vậy cố gắng lên nhá, cố gắng là lần sau không ấn nhầm nữa nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 8 nào. Mức độ khó bắt đầu tăng dần rồi đấy. Câu số 8. Xem là câu số 8 đáp án của mình sẽ là gì nhá. Câu số 8 là một bài tập so sánh về nhiệt độ sôi. Vậy mình sẽ xem đáp án ở câu số 8 ở đây sẽ là đáp án gì nhá. Các em để ý này. Cho các chất sau. Ancol etylic. Ancol etylic thì quen thuộc chưa? C2H5OH được chưa? Etan là gì? Ancan đúng không? Ancan có 2 carbon, C2H6. Dimethyl ether, à, dễ rồi, chính là CH3OCH3 được chưa? Và propanol. Chất số 4 này cô sẽ viết luôn lên phía trên này nhá. Tên nó ở phía dưới, nhưng mà cô sẽ viết luôn lên phía trên này. Đó chính là gì? C3H7OH, được chưa? Như vậy, trong số 4 chất này, thì các em nhìn nhá. Có 2 chất là ancol. Đây, ancol. Một chất là ancan. Hay là hydrocarbon đấy. Và một chất là ether nhá. Vậy thì mình cứ nhớ cái quy luật so sánh như sau này. Với các chất cùng số carbon, thì nhiệt độ sôi sẽ như sau này. Ancan sẽ có nhiệt độ sôi thấp nhất, sau đó đến ether, rồi đến ancol. Vậy ở đây có phải là C2H6 sẽ có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3OCH3 và có nhiệt độ thấp hơn C2H5OH không? Vậy C2H6 ở đây là 2 đúng không? CH3OCH3 ở đây là gì? Là 3. Đúng chưa? Vậy là 2 thấp nhất, vậy loại B, loại C rồi. Tiếp theo này, C2H5OH ở đây là 1. Vậy mình thấy chọn được luôn đáp án câu số 8 là đáp án D rồi. Thế mình cùng để ý tiếp này. So sánh giữa các ancol với nhau nhá. Thì ancol nào mà có carbon càng nhiều, được chưa? So sánh các ancol đó là C2H5OH và C3H7OH, được chưa? Thì ancol mà có số carbon nhiều hơn thì sẽ có nhiệt độ sôi lớn hơn, được chưa?
Vậy cái thằng số 4 này sẽ có nhiệt độ sôi lớn nhất nhá. Chốt lại câu số 8, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D nhá. Đúng rồi, chuyên lý thuyết đúng không? Bên chuyên thì chuyên lý thuyết rất là nhiều. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 9 để xem đáp án ở câu số 9 này sẽ là gì nhá. Câu số 9 nào các em ơi, xem đáp án ở câu số 9 của chúng ta sẽ là gì nào. Bây giờ bắt đầu sang đến bài tập rồi đấy. Mạnh mẽ comment xem đáp án ở câu số 9 ở đây sẽ là đáp án gì nào. À, cô thấy bạn Luật đã comment đáp án câu số 9 là đáp án A. Vậy chúng ta cùng phân tích nào. Cô sẽ cùng các em phân tích nhé. Đây, đề bài cho là gì? Chất hữu cơ A trong phân tử có 1 oxy, có phân tử khối bằng 46. Đến đây thì nhiều bạn đã xác định được rồi đấy. Tuy nhiên chúng ta cùng phân tích tiếp nhé. Đốt cháy A chỉ thu được carbon dioxide và nước. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được A sẽ gồm cái gì? Carbon, hydro và oxy. À, đốt cháy A thu được carbon dioxide thì điều đó chứng tỏ rằng là trong A có carbon, được chưa? Thu được nước chứng tỏ trong A có hydro. Và đề bài đã cho là A có một nguyên tử oxy rồi. Vậy xác định được A sẽ có oxy nhá. Đề bài cho là phân tử khối của A bằng 46. Vậy mình sẽ đặt công thức phân tử của A có dạng là CXHIO, được chưa? Bởi vì có một oxy mà. Vậy thì mình sẽ đặt được luôn là CXHIO nhá. Vậy M bằng 46 thì mình suy ra được 12X cộng Y cộng 16 bằng 46. Hay là có 12X cộng Y bằng 30. Vậy thì đến đây dễ dàng mình xác định được X bằng 2 và Y bằng 6. Hay là A ở đây sẽ là gì? C2H6O. Với trường hợp C2H6O thì mình tính được ra độ bất bão hòa K ở đây chính là bằng 2 cộng 2 lần số carbon là 6 trừ đi số hydro, vậy K bằng 0. Được chưa? Vậy ở đây sẽ có đồng phấn ancol no đơn chức mạch hở là CH3CH2OH hay chính là ancol ethylic. Ngoài ra có đồng phân ete đó là CH3OCH3 hay chính là gì? Dimethyl ete, được chưa? Như vậy chốt lại đáp án ở câu số 9 này chính là đáp án A nhá. Vậy thì cô thấy rằng là bạn Luật trả lời đúng rồi. Rồi. Như vậy là Khoa Đinh này, bạn Hưng này, rất nhiều bạn tìm ra đáp án đúng đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 10. Xem đáp án ở câu số 10 này sẽ là đáp án gì nhé. Và câu số 10 này thì ban sáng nay cô đã đưa trong bài tập mỗi ngày đúng không? Đưa trong album mỗi ngày một bài tập cùng cô Huyền Hóa đấy. Vậy chúng ta xem là đáp án ở câu số 10 này là đáp án gì nhá. Và cô thấy rằng là rất nhiều bạn thì không có sai ở câu số 10 này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chữa nhá. Nào, Hưng ơi, tập trung vào làm bài đi. Cứ mãi nhắn tin với bạn Ánh Dương vậy để Ánh Dương học bài với chứ. Rồi, hôm nay Hưng lần đầu vào xem live của cô Huyền lại gặp được bạn cùng chí hướng đúng không? Vui không Hưng? Vui thì comment vào đây là rất vui nha. Rồi. À, cô thấy bạn Trường Giang chọn 10B. Vậy bây giờ chúng ta cùng chữa nào, xem là đáp án ở câu số 10 có thực sự là đáp án B không nhá. Các em nhìn nhá. Ancol thơm có công thức phân tử là C8H10O. Vậy bước đầu tiên là mình sẽ đi tính độ bất bão hòa K, chính là bằng số liên kết pi cộng với số vòng. Bây giờ chúng ta sẽ tính này. 2 cộng 2 lần số carbon trừ đi số hydro, tất cả trên 2 bằng 4. Vậy từ đây chúng ta suy ra là gì? Phân tử
có một vòng benzen. Đây. Vòng benzen thì gồm có 3 pi cộng với một vòng đúng không? Vậy là K có phải bằng 4 không? Được chưa? Tiếp các em nhìn này, bây giờ mình viết thôi. Mình sẽ viết ra xem là có bao nhiêu đồng phân nhá. Trước tiên cứ vẽ vòng benzen ra. Vậy vòng benzen ở đây sẽ là 6 carbon rồi. Vậy còn lại ở bên ngoài sẽ là gì? C2H5OH đúng không? Vậy ở đây cô sẽ viết đầy đủ ra nhá. CH2 CH2OH. Trong trường hợp nhóm OH dịch chuyển vào đây, mình sẽ được một đồng phân nữa như sau. CH CH3 và nhóm OH ở đây. Tiếp theo này, bây giờ cô cho là có hai nhánh đi thì chúng ta sẽ có các đồng phân như sau. CH3 CH2OH được chưa? Tiếp theo cô dịch chuyển cái nhóm CH3 này thì cô sẽ được tiếp các đồng phân như sau. Đây. Và tiếp theo chúng ta có một đồng phân nữa cụ thể như sau. Vậy chốt lại mình thấy rằng là có bao nhiêu đồng phân đấy? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy câu số 10, đáp án ở đây chỉ có thể là đáp án B, chứ không phải là đáp án gì nữa, đúng không nhỉ? Như vậy chốt lại nhá, 10B. Ok chưa? Xem nào, Hưng mệt rồi, mày nói chuyện mà vẫn comment được đáp án ở đây là B. À, như vậy là đi học có phải là học sinh cá biệt không Hưng? Có ngồi bàn cuối không? Rồi. Tình hình là ở trong live của cô mà comment nói chuyện với Ánh Dương thế này thì chứng tỏ đi học là ngồi học là toàn nói chuyện với bạn khác thôi, có phải không? Thử xem là cô nói có đúng không nhá, Hưng ơi. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 11 nào. Để xem đáp án ở câu số 11 này, đáp án là gì nhá. Như vậy là khép lại cái phần lý thuyết thì bây giờ cô sẽ cùng kem đi vào làm các bài tập tính toán rồi. Để xem đáp án là đáp án gì nha. Nào, comment nào các em ơi. À, cô thấy bạn Trường Giang 11A, Nguyễn Giang 11D, Luật 11D. Như vậy thấy rằng là có bạn thì comment đáp án A, có bạn thì comment đáp án ở đây là D. Vậy mình sẽ thử xem là vậy đáp án chính xác ở đây sẽ là đáp án gì nhá. A hay là D đây? Nào, thử xem nào. Chữa nha. Cô sẽ cùng kem chữa nha. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam natri thì thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là. Vậy các em cứ nhớ rằng là gì? Ancol mà kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì mình sẽ sử dụng phương pháp trung bình. Sử dụng phương pháp trung bình để giải toán, được chưa? Và mình sẽ đặt hai ancol này tương đương với một ancol như sau. Đặt hai ancol. Có bạn thì đặt là CN trung bình, H2N trung bình cộng 1 OH nhá. Hoặc nếu như không đặt như thế này, mình đặt là R trung bình OH cũng được. Nếu như cô đặt là CN trung bình, H2N trung bình cộng 1 OH thì chúng ta phải tìm ra N trung bình. Thế còn trong trường hợp đặt là R trung bình OH thì mình phải tìm ra R trung bình, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta cùng chữa nhé. Ancol ở đây là CN trung bình, H2N trung bình cộng 1 OH phản ứng với natri. Vậy mình sẽ thu được natri ancolat, được chưa? Và nó có công thức như sau. CN trung bình, H2N trung bình cộng 1 ONA và hydro. Vậy cân bằng phản ứng thì chúng ta thấy ngay rằng là thêm 2 vào ancol, 2 vào natri và 2 vào natri ancolat, đúng chưa? Đề bài cho là 15,6 gam ancol, đúng chưa? Tác dụng hết với 9,2 gam natri, thu được 24,5 gam chất rắn. Vậy có phải từ đây mình sẽ tính được ra khối lượng của hydro không? Mình sẽ có là gì? Khối lượng của natri cộng với khối lượng của ancol chính là bằng khối lượng của natri anconat cộng với khối lượng của hydro. Vậy bây giờ bấm máy tính thôi. Khối lượng hydro được tính bằng 15,6 cộng với 9,2 mà trừ đi 24,5. Vậy là 0,3 gam.
0,3 gam thì từ đây mình sẽ tính được ra số mol đúng không? Sẽ là bao nhiêu? 0,3 chia 2 hay là 0,15 mol? Là 0,15 mol thì mình sẽ tính được ra số mol ancol ở đây là 0,3. Vậy lấy hai cái này chia cho nhau thì mình sẽ được m lớn. Ở đây là bao nhiêu? 15,6 mà chia 0,3. Vậy là 52. Khi có ở đây là 52 rồi thì mình sẽ suy được ra n trung bình. Vậy cô sẽ cùng các em tính xem n trung bình ở đây là bao nhiêu nhá. À, n trung bình là 2,4. Vậy hai ancol sẽ là C2 và C3 đúng không? Vậy thế ngay chỉ có đáp án D thỏa mãn là C2H5OH và C3H7OH. Vậy chốt lại câu số 11 để cô xem là chúng ta làm như thế nào nhá. Rồi. À, Hưng đi học ngồi bàn cuối à? Đúng là cô đoán đúng nha. Trường Giang 11A, vậy Trường Giang xem lại nhá. Nguyễn Giang 11D chuẩn rồi, Luật 11D chuẩn luôn. À, Luật, cảm ơn Luật đã gọi thêm bạn vào học nha. Ôi, Hưng đã làm đến câu 15 rồi à? Rồi, bạn Giang đã làm câu 12 rồi. Hưng 11D, Vĩnh Thành 11A kiểm tra lại nhá. Rồi, cô thấy các bạn đã làm tiếp đến câu số 12 rồi. Vậy chúng ta sẽ chữa tiếp câu số 12 nha. Đọc đề và cùng chữa với cô nào. Đề bài cho là gì? Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một ancol X. Chưa cho là đơn chức hay đa chức đúng không? Chưa cho là no hay không no. Thu được 1,344 lít carbon dioxide. Vậy từ đây mình sẽ tính được ra số mol là 0,06 mol đúng không? Thu được 1,44 gam nước. Vậy mình sẽ tính được số mol nước là 1,44 mà chia cho 18 hay chính là 0,08 mol. X có công thức phân tử là. Như vậy nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là có vẻ như là X có 3 carbon đấy. Vì chúng ta thấy là A, B và D thì đều là có 3 carbon. Vậy chúng ta cùng chữa nhá. Xem là câu số 12 đáp án sẽ như thế nào đây. Thì các em nhìn này. Mình sẽ có là số mol nước lớn hơn số mol CO2 rồi. Vậy suy ra đây là ancol no. Còn bao nhiêu chức thì mình chưa xác định được. Số mol ancol được tính chính là bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 hay là 0,02 mol. Vậy từ đây suy ra số carbon hay là N đấy chính là bằng số mol CO2 chia cho số mol của ancol. Vậy số mol CO2 là 0,06, số mol ancol là 0,02, vậy đây là 3. 3 thì loại luôn được C rồi nhá, loại C. Vậy cụ thể là mấy chức thì các bạn nhìn này. Mình sẽ tính xem là số mol oxy có trong X ở đây là bao nhiêu để tìm xem là ancol này mấy chức. Vậy tính số mol oxy có trong X tính như thế nào? À, sẽ chính là bằng khối lượng của carbon trừ đi, khối lượng của X trừ đi khối lượng carbon trừ tiếp đi khối lượng hydro nhá. Ở đây mình sẽ tính số mol thì mình phải tính được khối lượng oxy đúng không? Vậy cô viết luôn ở đây là tính khối lượng oxy nhá. Vậy mình sẽ có như sau này, khối lượng X là 1,52. Khối lượng carbon được tính chính là bằng số mol carbon dioxide là 0,06 nhân nguyên tử khối là 12. Khối lượng hydro được tính bằng 2 lần số mol nước, 2 nhân 0,08. Vậy xem khối lượng oxy là bao nhiêu nhá. 1,52 trừ đi 0,06 nhân 12 trừ tiếp 2 nhân 0,08. Vậy là bao nhiêu? 0,64. Suy ra số mol oxy có trong X sẽ bằng bao nhiêu? 0,64 mà chia cho 16 thì là 0,04. À, từ đây mình sẽ suy ra được cái gì? Suy ra số mol oxy, số oxy có trong X nhá. Cô sẽ suy xuống phía dưới này. Số oxy chính là bằng 0,04 là số mol oxy chia cho số mol ancol. Vậy bằng 2. Vậy thì ở đây sẽ là gì? C3H8O2. Hay đáp án ở đây mình sẽ lựa chọn sẽ là đáp án B. Chốt câu số 12, đáp án B, được chưa? Như vậy kiểm tra một lượt xem các bạn làm thế nào nhá. Trường Giang chuẩn rồi, Luật chuẩn rồi, Hưng mệt rồi, 12B chuẩn luôn, Phương Hoàng 12A thì xem lại giúp cô nhá.
Bởi vì tính ra là C3 thôi, nhưng mình chưa biết được nó là đơn chức hay là đa chức. Vậy thì chúng ta phải tính tiếp, tìm xem là số nguyên tử oxy có trong X là bao nhiêu. Và tính ra được số nguyên tử oxy có trong X là bằng 2. Điều đó chứng tỏ rằng là ancol của chúng ta ở đây là hai chức. Vậy sẽ phải là C3H6OH tất cả hai lần, được chưa? Như vậy chốt câu số 12, chúng ta cùng chuyển sang câu số 13 cùng cô nha. Nào các em ơi, cùng chuyển sang câu số 13 nào, để xem là đáp án ở câu số 13 này sẽ là gì đây. Rồi xem đáp án ở câu số 13 này nhé. Rồi xem là câu số 13 đáp án này là gì nào. À, bạn là luật 13B. Còn bạn nào nữa mạnh dạn comment xem là câu số 13 đáp án ở đây là gì nào. Rồi chúng ta cùng chữa nha. Cô sẽ cùng các em đi chữa câu số 13 này. Các bạn để ý này, đề bài cho là gì? 0,1 mol ancol ethylic C2H5OH phản ứng với 0,2 mol axit acetic. Vậy ở đây mình sẽ thu được ester là CH3COO C2H5, được chưa? Và nước. Đề bài cho 0,1 mol ancol và 0,2 mol axit. Vậy nếu như chúng ta giả sử hiệu suất là 100% thì có phải là axit dư không? Vậy thì mình sẽ có là số mol ester sẽ tính theo số mol ancol. Vậy 0,1 mol ancol thì tương ứng với ester đây là 0,1 mol. Mà hiệu suất phản ứng là 60%. Vậy mình sẽ có khối lượng ester sẽ được tính bằng cái gì? Bằng khối lượng theo lý thuyết là 0,1 nhân với 88 nhân với hiệu suất, đúng chưa? Vậy chúng ta cùng bấm máy tính nhé. 0,1 nhân 88 mà nhân với 60%. Vậy là 5,28 gram. Vậy đáp án ở câu số 13 chúng ta lựa chọn sẽ là đáp án B. Tiếp theo chúng ta cùng sang câu số 14 nào, để xem đáp án ở đây là gì nhá. Chắc là hôm nay thì mát trời đúng không? Thành ra là các bạn là bỏ like của cô để đi ngủ rồi. Các em ơi, Luật ơi, Phương Hoàng này, cũng như là bạn Hưng Trường Giang, chia sẻ giúp cô và gọi thêm các bạn vào học cho vui nha. Thêm bạn thêm vui đúng không nhở? Hôm nay mắt trời nhiều bạn lại đi ngủ sớm đúng không nhở? Vậy gọi thêm các bạn nào. Gọi thêm các bạn vào học cho vui nào. Rồi chúng ta sẽ xem là đáp án ở câu số 14 này sẽ là đáp án gì nhá. Câu 12 dùng luôn M lớn nó ra 76 thì chọn luôn được không cô? Ồ, cô chữa đến câu số 14 rồi mới hỏi câu số 12. Đúng rồi, dùng luôn M lớn cũng được nhá. Dùng luôn mà lớn được em ạ. Trắc nghiệm dùng luôn nha. Trắc nghiệm thì miễn làm sao chúng ta ra được đáp án nhanh nhất đúng không? Vậy thì sẽ dùng luôn được. Và bởi vì ở đây là đang ôn tập lại, do đó cô sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để các bạn ôn lại lý thuyết nha. Còn các em mà tìm ra được cách làm nhanh hơn thì mình cùng comment vào đây để mình cùng trao đổi cách làm đúng nhỉ? Câu số 14 bạn Luật đã ra đáp án là B rồi. Còn bạn nào ra đáp án khác nữa không nhỉ? Comment vào đây nào, xem là đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì. À Luật, ở lớp không có ai làm bạn. À cô lập group chat. Ok luôn. Vậy thì sau hôm nay cô sẽ lập group chat nha. Rồi chúng ta cùng đi vào câu số 14 nào. Rồi kiểu này lập group chat thì phải bầu lớp trưởng đúng không? Vậy xem là
À, chúng ta thảo luận xem bầu ai làm lớp trưởng nào. Rồi câu số 14 nào. Nội dung câu số 14 của chúng ta như sau. Xem là câu số 14 có đích thị là đáp án B không nhé. Cho 18,4 gam X gồm glycerol và một ancol no đơn chức Y tác dụng với natri dư, thu được 5,6 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Lượng hydro do Y sinh ra bằng 2/3 lượng hydro do glycerol sinh ra và công thức phân tử của Y là. Vậy bây giờ mình sẽ làm xem là đáp án ở câu số 14 này sẽ là đáp án gì nhá. Các em để ý này, đề bài cho glycerol đúng không? Tóm tắt ra một chút. Vậy nó sẽ là gì? C3H5OH tất cả 3 lần, được chưa? Ancol no đơn chức Y. Vậy ở đây chúng ta sẽ đặt là gì? No đơn chức nhưng chưa biết là mạch hở hay là mạch vòng. Vậy thì mình sẽ đặt là ROH, được chưa? Tác dụng với natri. Bạn nào mà quen rồi thì chúng ta không cần phải viết phương trình hóa học. Thế nhưng mà chưa quen thì mình sẽ viết phương trình hóa học ra, được chưa? Vậy ở đây chúng ta xác định được luôn, nếu như cô đặt số mol của glycerol là X, số mol của ROH là Y, thì có phải là dựa vào số mol hydro thì mình sẽ tính được ra và mình sẽ có được hệ phương trình như sau này. Đó là gì? Tổng số mol hydro bằng 5,6, hay là tổng số, cô xin lỗi nhé, tổng số mol hydro bằng 0,25, đúng chưa? Hay là mình sẽ có tổng ancol bằng bao nhiêu? Có xác định được tổng ancol không? Không nhá, chú ý ở đây một cái là ba chức, một cái là một chức. Thì các bạn để ý này, mình sẽ có như sau này. 3/2x cộng với 1/2y chính là bằng 0,25, được chưa? Nếu chưa quen thì viết phương trình ra nhá. C3H5OH tất cả 3 lần phản ứng với natri. Đấy thì sẽ được C3H5ONA tất cả 3 lần và hydro, được chưa? Vậy cân bằng thì các em nhìn này. Đây sẽ là 3 vào natri và sẽ là 3/2 vào hydro nhá. Thế còn phản ứng giữa ROH và natri thì quá quen thuộc rồi đúng không? RONA và hydro, và mình chỉ cần thêm 1/2 vào đây thôi. Vậy có phải phương trình là 3/2x cộng 1/2y bằng 0,25 chưa? Tiếp đến phương trình số 2 này. Phương trình số 2 thì đơn giản rồi đúng không? Lượng hydro do Y sinh ra bằng 2/3 lượng hydro do glycerol sinh ra. Vậy lượng hydro do Y sinh ra ở đây có phải là bằng 0,5y đúng không? Thế còn lượng hydro do glycerol sinh ra có phải bằng 1,5x không? Vậy mình sẽ có phương trình thứ hai là gì? 0,5y trên 1,5x bằng 2/3. Vậy đến đây giải hệ phương trình. Ra x và y không? Bấm máy tính cùng giải nhá. 1,5x này, 0,5y này bằng 0,25 này. Tiếp theo này, cô nhân lên thì sẽ là 2 nhân 1,5x trừ đi 3 nhân với 0,5y bằng 0. Vậy cô có x bằng 0,1 và y ở đây bằng 0,2, được chưa? À, bây giờ có x bằng 0,1, y bằng 0,2 rồi, mà khối lượng của x bằng 18,4 gam, đúng chưa? Vậy từ đây mình sẽ có là gì? 92x cộng với R cộng 17 nhân với 0,2. Ở đây thay luôn x nhá, nhân 0,1, được chưa? Tất cả bằng 18,4. Vậy từ đây suy được ra R không? Suy được đúng không? Cô sẽ cùng các em tính này. À, phân tử khối là 46, vậy mình xác định được luôn ở đây sẽ là gì? R là C2H5 đúng không? Vậy ancol ở đây sẽ là C2H5OH. Vậy câu số 14, đáp án không chạch đi đâu được là đáp án B rồi đúng không? Rồi, rồi cảm ơn bạn Hưng nha. Rồi, cảm ơn Hưng rất nhiều nha. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 15 nào. À, trước đây thì cô like chủ yếu trên YouTube các em ạ. Hiện tại thì cô mới chuyển sang Facebook được khoảng tầm mấy buổi gần đây nhá.
Không biết là có bạn nào ở trên này trước xem cô like ở trên YouTube không? À, luật rồi, chuẩn luôn. Câu số 15. Luật chọn đáp án D à? Vậy chúng ta thử xem là câu số 15 đáp án ở đây có phải là D không nhá. Đúng rồi. Ở đây không phải là ancol bậc 2 đâu, mà phải là gì? Ancol 2 chức, được chưa? Không phải ancol bậc 2 đâu, mà phải là ancol 2 chức nhá. Vậy chúng ta sẽ cùng đi vào chữa câu số 15 nha. Đề bài cho là gì? Cho m gam hỗn hợp X gồm các ancol no mạch hở đồng đẳng của nhau. No mạch hở đồng đẳng của nhau nhưng mà chưa cho biết là đơn chức hay là đa chức đúng không? Đốt cháy hoàn toàn trong oxy thì thu được 0,5 mol carbon dioxide và 0,2 mol nước. Vậy từ đây có phải mình suy được ra số mol ancol chính là bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 hay là 0,2 mol, đúng chưa? Vậy mình dễ dàng tính được ra N trung bình nhá. Mình sẽ đặt ancol là CN trung bình H2N trung bình cộng 2 OX, được chưa? Bởi vì mình chưa biết là đơn chức hay là đa chức nhá. Vậy N trung bình ở đây sẽ được tính bằng số mol CO2 là 0,5 chia số mol ancol là 0,2. Vậy 2,5. 2,5 thì suy ra đây sẽ là C2 và C3. Vậy để A đạt giá trị lớn nhất thì ancol của chúng ta phải là đa chức và cụ thể phải là gì? Hai chức, được chưa? Vì đây số carbon nhỏ nhất là bằng 2, được chưa? Vậy hai ancol sẽ là C2H4OH tất cả hai lần và C3H6OH tất cả hai lần, được chưa? Và bởi vì cô đặt là CN trung bình H2N trung bình cộng 2OX. Vậy ở đây có phải là C2,5 H5 OH tất cả hai lần không? Vậy chúng ta dễ dàng xác định được muối ở đây sẽ là C2,5H5 ONA tất cả hai lần và là 0,2 mol. Vậy A chúng ta tính được rồi, sẽ là bao nhiêu? Tính nhá. 12 nhân 2,5 cộng 5 cộng tiếp với ở đây là 0,2. Vậy đáp án của chúng ta là 22,6 gam. Hay là câu số 15, đáp án đích thị là đáp án D rồi, đúng không các em nhỉ? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 16 nào. Xem là câu số 16, đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án gì nhá? Xem là câu số 16, đáp án của chúng ta ở đây là đáp án gì nhá? Nào, chúng ta comment đáp án nào. Câu số 16 nào. À, luật quen cái chức với cái bậc rồi, giờ khó phân biệt lắm. Hưng cô xài luôn công thức trung bình. Rồi. À, đây là cô phân tích cho các bạn biết ở đây là ancol là gì thôi, còn chúng ta sẽ sử dụng công thức trung bình nhá. 16, cô thấy bạn Nguyễn Giang đã ra đáp án 16 là D rồi. Vậy chúng ta cùng xem đáp án ở đây là gì nha. Rồi, chào Trần Thị Mai Hương nha. Rồi, câu số 16. Mạnh dạn comment đáp án nào. Câu số 16. Chữa nhá. Có vẻ như câu số 16 đáp án là D đấy nhở. Cô thấy có bạn Nguyễn Giang ra D rồi. Hưng mệt rồi, ra V rồi. Nào, chúng ta cùng xem nào. Câu số 16 nào. Đề bài cho là gì? X gồm các chất metanol, vậy sẽ là CH3OH, ethanol C2H5OH, propan một ôn, vậy là C3H7OH, được chưa?
chúng ta viết công thức dưới dạng phân tử nhá, và nước. Vậy cô sẽ đặt chung cái x này là gì? ROH được không? R trung bình OH đặt được đúng nhỉ? Nước ở đây cô biểu thị tương đương với là HOH được chưa? Và R của nước ở đây là bằng 1 đúng chưa nhỉ? Vậy chúng ta cùng phân tích này. Cho M gam x tác dụng với natri. Đây. Cô đặt là R trung bình OH rồi thì thu được 15,68 lít khí hydro. Vậy số mol hydro ở đây chúng ta dễ dàng tính được, 15,68 mà chia 22,4, vậy là 0,7. Mà mình có là số mol OH chính là bằng 2 lần số mol hydro. Vậy từ đây mình sẽ tính được số mol ancol ngược lại là bao nhiêu? 1,4 đúng không? Tiếp này, đốt cháy hoàn toàn X, tức là cho cái hỗn hợp này đốt cháy hoàn toàn trong oxy, thì thu được carbon dioxide và nước. Trong đó nước là 46,8 gam. Vậy mình tính được số mol nước là 46,8 mà chia cho 18 hay là bằng 2,6 mol. Vậy đến đây chúng ta thấy rằng là mình có tính được ra cái thằng CO2 không? À tính được. Số mol CO2 sẽ được tính bằng số mol nước trừ đi số mol R trung bình OH đúng chưa? Vậy là 2,6 mà trừ đi 1,4 thì là 1,2. Vậy suy ra V ở đây bằng 1,2 nhân với 22,4 hay là bao nhiêu? 26,88 lít. Ok, vậy loại được cái trường hợp C rồi. Tiếp các em cùng nhìn nhá. Yêu cầu là gì? Tính M. Vậy để tính M mình chỉ việc bảo toàn khối lượng. Khối lượng của carbon dioxide này cộng với khối lượng nước này trừ đi khối lượng oxy thì ra khối lượng của cái thằng R trung bình OH này. Vậy để tính được ra cái này thì mình phải biết được số mol oxy đúng không? Đây, ở đây mình đã có trong phương trình hóa học này mình có số mol của 4 chất rồi. À, cô xin lỗi nha, trong phương trình hóa học này có 4 chất thì mình đã tính số mol được của 3 chất rồi. Vậy dễ dàng tính được số mol oxy đúng không? Chào bạn Nguyễn Duy nha. Vậy bảo toàn oxy thì mình tính được ra cái thằng này như sau này. Số mol oxy ở đây được tính bằng số mol carbon dioxide cộng với 1/2 số mol nước trừ đi 1/2 số mol R trung bình OH. Vậy là bằng 1,8 mol. Bảo toàn khối lượng thì suy được ra M ở đây bằng khối lượng carbon dioxide cộng với khối lượng nước và trừ đi khối lượng oxy đúng không? Vậy mình xem là bao nhiêu nhá. 1,2 mà nhân với 44 cộng với 2,6 mà nhân với 18 đúng không? Vậy đáp án ở đây chính là bằng 42 gam. Hay câu số 16, chọn D, được chưa? Như vậy đáp án cuối cùng ở câu số 16 này, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án D. Ha. Rồi, cảm ơn bạn Luật cũng như là bạn Giang đã động viên cô nha. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 17 nào. Câu số 17 thì khá là quen thuộc rồi, đúng không các em nhỉ? Câu số 17 thì quá là quen thuộc rồi, đúng không? Bài này chúng ta làm suốt rồi. Bài tập liên quan đến hiệu suất phản ứng. Rồi, thử làm xem là câu số 17 này đáp án của chúng ta sẽ là gì đây nhá. Điều chế ancol ethylic. Rồi, cảm ơn các em. Chào, cảm ơn Trần Mai Hương đã tương tác rất nhiệt tình với cô nha. Điều chế ancol ethylic từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ. Hiệu suất của toàn bộ quá trình đạt 85%. Khối lượng ancol thu được là. Như vậy là tính khối lượng của ancol. Thế bây giờ chúng ta cùng phân tích này. Tinh bột thì có công thức tổng quát là gì? C6H10O5 tất cả N lần, được chưa? Vậy khi lên men để điều chế tinh bột, điều chế ancol ethylic nhá, cô xin lỗi, thì mình sẽ thu được C2H5OH và có carbon dioxide, đúng chưa? Vậy thì để đơn giản nhá,
chúng ta sẽ xét một mắt xích. Vậy xét một mắt xích thì sẽ là như thế nào? Thì sẽ là như sau này. Bây giờ xét một mắt xích thôi thì mình sẽ xét ở đây là C6H10O5, được chưa? Lên men tạo ra C2H5OH và carbon dioxide. Chú ý nhá, sau này làm quen rồi thì các bạn cứ nhớ hệ số ở đây là 2 vào ancol ethylic, được chưa? Và 2 vào carbon dioxide nhá. Thế thì các em nhìn này. Nhiều bạn bảo cô ơi, số hiro ở hai vế là chưa cân bằng, thì nếu như mà làm quen rồi thì các bạn thêm nước ở bên này nhá. Tức là thủy phân tinh bột và lên men đấy. Được chưa? Quá trình lên men tinh bột thì sẽ kèm theo thủy phân và lên men, được chưa? Thế các em nhìn này. Có 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ. Vậy có phải là lượng tinh bột tinh khiết ở đây chỉ còn là 0,95 tấn không? Chứa 5% tạp chất trơ mà, đúng chưa? Thế chúng ta để ý này. Bây giờ theo như yêu cầu đề bài là chúng ta phải tính xem là cái lượng ancol ethylic này là bao nhiêu tấn, từ đó mình sẽ tính giá kg. Thế các em nhìn nhá. Giả sử là có 1 mol tinh bột, 1 mol mắt xích tinh bột, thì có phải là khối lượng của nó ở đây sẽ là 1 x 162 không? Và khi có 1 mol mắt xích tinh bột này tham gia phản ứng thì có phải thu được 2 mol ancol và khối lượng của nó chính là 2 x 46 gram không? Từ đây dễ rồi. Chúng ta dễ dàng tìm được ra M, đúng không? Chính là bằng 0,95 x 2 x 46 chia 162. Và tất cả này chúng ta nhân với 85%. Cứ nhớ là phải nhân trái chia hiệu suất, đúng chưa? Vậy 0,95 x 2 x 46 mà chia 162, tất cả nhân với 0,85. Thì ở đây sẽ là gì? 0,458 tấn, hay chính là 458,58 kg, được chưa? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Rồi, chào Nguyễn Duy, chào Sáng nha. Rồi, cảm ơn các em động viên rất là nhiệt tình. Rồi, các em chia sẻ cho cô rất là nhiệt tình, đúng không? Cảm ơn các em nha. Được 62 bạn xem rồi. Rồi, cảm ơn Trần Thị Mai Hương đã khen nha. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 18 nha. Ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em giải quyết 24 câu. Bây giờ chúng ta cùng sang câu số 18 nào. Xem là đáp án ở đây sẽ là đáp án gì. Đang lo là mình ở lại một mình thì may quá bây giờ đã được 68 bạn xem rồi. Nào, chúng ta cùng chữa câu số 18 nhé. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt hai chất lỏng là ancol và phenol, được chưa? Vậy chúng ta sẽ dùng gì? Nếu như dùng quỳ tím thì không được rồi. Hai thằng này đều không làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, đúng không? Hay là không làm đổi màu quỳ tím. Dùng natri thì cũng không được, cả hai anh này đều phản ứng, được chưa? Dùng kim loại đồng thì cũng không được, bởi vì hai anh này thì đều không phản ứng. Vậy đáp án ở đây chắc chắn là nước brom rồi nhá. Nếu như có kết tủa trắng xuất hiện thì chính là gì? Chính là anh phenol, được chưa? Còn nếu như không có hiện tượng gì thì chính là anh ancol này rồi. Như vậy đáp án là D rồi. Bạn Luật này cũng như là bạn Sáng chuẩn luôn nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 19 nào các em ơi. Câu số 19 nào. Mạnh mẽ comment đáp án xem là câu số 19 ở đây đáp án sẽ là gì nhá. Câu số 19 nào. Comment xem là câu số 19 đáp án của chúng ta ở đây là gì. Chưa thấy bạn nào comment. Khó quá à? Có khó không? Nào, cô sẽ cùng các em phân tích ở câu số 19 này nhá. Các em để ý này. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 13,44 lít khí carbon dioxide. Vậy ở đây chúng ta sẽ tính được số mol ở đây là 0,6, đúng không? Và 15,3 gam nước. Vậy từ đây chúng ta sẽ tính được ra số mol nước là 15,3 mà chia cho 18 thì là 0,85.
À, đơn trước thôi, chưa cho là no hay không no. Nhưng mà mình có số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy x sẽ là gì? Ancol no đơn chức mạch hở, được chưa? À, Minh Nguyễn, chào Minh Nguyễn nha. Nhìn đề mà muốn khóc, làm sao mà muốn khóc. À, Minh Nguyễn chắc vừa mới vào xem live của cô đúng không? À, cô có 11 câu lý thuyết ở bên trên và bây giờ cô sang bài tập ở bên dưới đấy. Bạn nào mà vào muộn nhá thì chúng ta chúng ta hãy chia sẻ để lưu like về tường, được chưa? Sau đó lát nữa mình xem lại cái phần trên của cô nhá. Thế thì các em nhìn này, ancol no đơn chức mạch hở đúng không? Và mình có số mol của ancol chính là bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Vậy là 0,25 mol, đúng chưa? Hưng mệt rồi, đi đâu mà giờ mới quay lại xem live của cô đấy. Chán bỏ cô luôn rồi đúng không? Vậy, từ đây mình dễ dàng tính được ra N trung bình, được chưa? Hai ancol no đơn chức mạch hở thì mình sẽ đặt là CN trung bình, H2N trung bình cộng 2O đúng không? Vậy N trung bình ở đây được tính bằng số mol CO2 chia cho số mol ancol. Hay CO2 là bao nhiêu? 0,6 chia cho số mol ancol là 0,25. Vậy N trung bình là 2,4. 2,4 thì ở đây sẽ là gì? C2H5OH và C3H7OH. Hay chính là C2H6O và C3H8O, được chưa? Vậy thì câu số 19 này, đáp án đích thị là đáp án gì? Đáp án B rồi, được chưa? Hưng mệt rồi, ngủ quên á. Giọng cô lại ngọt ngào đến nỗi mà đưa em vào giấc ngủ được á. Cô không tin đấy. Rồi, tiếp theo câu số 20 nào. Xem đáp án ở câu số 20 này sẽ là đáp án gì nhá. Câu số 20 với nội dung như sau. Đun nóng 7,8 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol Y và Z. Cụ thể là 2 ancol đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Vậy thì mình sẽ đặt 2 ancol này tương đương là R trung bình OH, được chưa? Mình phân tích tiếp đề bài này. Đun với axit sulfuric đặc ở 140 độ đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp 3 ete và 1,8 gam nước. Vậy mình sẽ có phương trình tổng quát như sau. R trung bình OH phản ứng với axit sulfuric đặc ở 140 độ. Vậy đây chính là tạo ete. R trung bình O, R trung bình và nước, được chưa? Vậy đây sẽ là 2 vào ancol nhá. Rồi luật ra 20D này, sáng ra 20D này. Rồi vậy mình sẽ xem đáp án nhá. Đề bài cho là ancol là 7,8 gam, nước là 1,8 gam, được chưa? Vậy mình sẽ suy được ra số mol nước ở đây là 0,1 mol. Vậy nhìn vào đây mình sẽ tính được ra số mol của nó chính là 0,2 mol. Đấy, có số gam rồi, có số mol rồi, suy được ra m lớn chính là bằng bao nhiêu? 7,8 chia 32 thì nhầm được luôn là 39. 39 suy ra R trung bình bằng bao nhiêu? 39 mà trừ đi 17, cẩn thận thì bấm máy tính, được chưa? 22. Vậy mình sẽ có hai ancol là CH3OH và C2H5OH. Nhưng đề bài hỏi cái gì? Hỏi Z. Mà MI lớn hơn MZ, vậy thằng này chính là thằng Y và thằng này sẽ là thằng Z. Vậy Z là C2H5OH. Thay câu 20, đáp án ở đây là đáp án A. Rồi, cảm ơn Hưng mệt rồi đã tặng hoa cho cô nha. Tặng cô nhiều hoa thế, tí cô bê về kiểu gì đây? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 21 nha. Cô xứng đáng. Ngủ 15-20 phút dậy giờ mới vào học xong bảo cô xứng đáng. Đấy, nó ngủ xong rồi bây giờ nó lại vào nó nịnh cô đây. Cô không ưa nịnh đâu nha, mà cô rất thích ưa nịnh, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 21 nào. Xem đáp án ở đây là gì nhá. Tách nước một phân tử butan hyon. Nào, mình phân tích này. Butan, vậy là ancol no 4 carbon. 2, vậy vị trí carbon số 2 có nhóm OH. Đây, điền hiro vào nhá. Thì sẽ là như sau. Thế các em nhìn này, thu được sản phẩm, đọc kỹ đề bài nhá, cô khoanh tròn vào cái từ khóa đấy. Sản phẩm ở đây là gì? Sản phẩm phụ. Bạn nào mà đi chọn sản phẩm chính nhá,
là không chuẩn đâu, tại vì đề nó hỏi là sản phẩm phụ cơ mà. Thì các em nhìn này, tách thì tuân theo quy tắc gì? Quy tắc Dicep. Cứ nhớ là tách cao cộng thấp, tách thì sản phẩm chính, hiđro sẽ ưu tiên tách cùng ancol bậc gì? À, OH sẽ ưu tiên tách cùng ancol bậc gì? Tự dưng đến giờ này lại nói lộn đấy. Tách cao cộng thấp đúng không? Nhóm OH sẽ ưu tiên tách cùng với hiđro gắn với carbon bậc cao hơn, được chưa? Nhưng đề bài yêu cầu là tính sản phẩm phụ. Vậy thì hiđro ở bậc thấp hơn sẽ ưu tiên tách ra. Hiđro ở carbon bậc thấp hơn sẽ ưu tiên tách ra. Vậy sản phẩm phụ sẽ là như sau này, sản phẩm phụ hay gọi tắt là sản phụ thôi đúng không? Hiđro gắn với carbon bậc 1 bậc thấp hơn sẽ bị tách ra. Đấy. Vậy sẽ là gì? CH2 nối đôi CH CH2 CH3. Vậy thằng này chính là bút 1N. Ok, câu số 21 đáp án D. Rồi. À, đúng rồi. Cô không ưa nịnh đâu, cô chỉ rất thích ưa nịnh thôi. À, ảo thật đấy à, có câu này thì crush nào trả đồ à. Vậy thì học theo cô mà đi cưa crush đi chứ gì nữa. Đấy, bởi vì là cô nói thế này nhiều đấy, thành ra cô lấy chồng sớm lắm. Bây giờ con cô lớn lắm rồi đấy. Có bạn nào muốn làm con rể cô không? Con gái đầu lòng đấy. Đứa nào làm con rể cô thì nhận luôn đi. Cô đang hứng đây này, không là mấy nữa cô không gả cho đâu. Rồi, câu số 22 nhá. Câu số 22 này là gì? Rồi, sáng cứ trêu cô nữa này. Câu số 22, ban sáng nay bạn là luật làm mãi không ra đúng không? Rồi, sau đó là bây giờ đã ra câu số 22 đáp án là A rồi à? Vậy thì chữa luôn thôi chứ còn chần chờ gì nữa đúng không? Câu số 22. Đáp án có đích thị là đáp án A không thì bây giờ chúng ta cùng chữa nha. Còn bạn nào ra đáp án là câu số 22 nữa không? Câu số 22. À, sáng 10 người yêu rồi cơ à? Ái chà, sáng 10 người yêu rồi à? Thế cố gắng phấn đấu lấy 100 người yêu đi. Yêu 100 người sao nào? Đã tham thì tham một thể đúng không? Rồi, câu số 22 nào. Oxy hóa hoàn toàn 4,6 gam ancol ethylic bằng oxy. Ở điều kiện thích hợp thu được 6,6 gam hỗn hợp X gồm aldehyde, axit, ancol dư và nước. Chú ý 4 chất này. Hỗn hợp X tác dụng với natri dư sinh ra 1,68 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hiệu suất của phản ứng chuyển hóa ancol thành aldehyde là nha. Chúng ta sẽ phân tích để làm nào. À, theo phản xạ chọn D à? Minh Nguyễn theo phản xạ chọn D. Vậy xem có phải là đáp án D không nhá? Ờ. À, thằng này học sinh giỏi à? Thằng Nguyễn Giang học sinh giỏi à? Rồi, để cô xem nào. Đấy, cô bảo là cô có con gái đầu lòng phát thì bây giờ chúng nó vào để nhận mẹ vợ nhiều thế. Bạn nãy thì cấm thế đứa nào kêu gì. Rồi, chữa nha. Ancol ethylic 4,6 gam, vậy tính được số mol ở đây là 0,1 đúng không? Vậy cẩn thận thì mình sẽ phân tích kỹ nhá. Bởi vì câu số 22 này rất nhiều bạn không làm được. Vậy cô sẽ cùng các em phân tích kỹ này. Oxy hóa ancol ethylic C2H5OH bằng oxy thu được aldehyde thì sẽ là gì? CH3CHO và nước, đúng chưa? Vậy cân bằng phản ứng ở đây thấy 1 phần 2 và oxy. Nếu như cô giả sử ở đây là A thì đây sẽ là gì? 0,5A. Thằng aldehyde ở đây cũng là A. Thằng nước ở đây sẽ là A. Tiếp các em nhìn tiếp nhá. Nếu như mà thu được axit thì có phải là CH3COOH và nước không? Đúng chưa? Vậy ở đây không cần phải cân bằng nhá. Vậy đây nếu như cô đặt là Bmol ancol ethylic bị oxy hóa để tạo ra axit thì số mol oxy ở đây cũng phải là B. Thằng axit là B và thằng nước là B không? Tại sao cô lại bảo là phải phân tích kỹ? Bởi vì câu số 22 này trước khi like thì rất nhiều bạn cô xin lỗi nhé, là inbox cho cô bảo là cô ơi, khó quá câu này em không làm ra được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chữa nhé. Có ancol dư, vậy C2H5OH dư cô đặt là C, được chưa? Thì các em nhìn này, tổng đề bài cho là tổng số ancol là 0,1. Vậy có phải mình sẽ có như sau? Cô sẽ viết phương trình ra đây nhá. Tổng số mol ancol A cộng B cộng C bằng 0,1. Rồi, đấy. Bây giờ đua nhau và hỏi con cô mấy tuổi?
tí nữa nha. Làm mà xong câu này đã. Rồi, nào Hưng ơi, làm đi thôi, gớp. Giờ thả thính không còn bạn nào nữa đâu. Bạn Ánh bạn ấy đi ngủ rồi. À bạn Dương bạn đi ngủ rồi. Tiếp này, các em nhìn nhá. Đề bài cho ban đầu ancol là đây, cô sẽ ghi tiếp C2H5OH dư chuyển sang bên này nhá. Ban đầu cho thằng ancol này là 4,6 này. Oxy ở đây chưa biết là bao nhiêu, nhưng hỗn hợp sản phẩm thu được là 6,6. Vậy có phải là khối lượng oxy chúng ta tính được không? Ancol cộng với oxy chính là bằng hỗn hợp sau. Vậy oxy là 2. Từ đấy mình suy ra được số mol oxy chính là bằng 2 trên 32. Được chưa? Vậy thì mình sẽ có như sau này. Số mol oxy bằng 0,5A cộng B. Và chính là bằng 2 trên 32 hay là 1 trên 16. Đúng chưa? Tiếp này. Hỗn hợp X tác dụng với natri dư thu được 1,68 lít khí hydro. Vậy số mol hydro tính được không? 1,68 mà chia cho 22,4. Ok, 0,075 mol nhá. Vậy nhìn thấy ngay này, những thằng nào tác dụng được với natri để sinh ra hydro nhá. Cô sẽ nháp sang bên này, tác dụng với natri thì sẽ có như sau này. Đầu tiên là C2H5OH dư C mol. Thằng nào nữa? Nước. Nước ở đây bao nhiêu? A cộng B mol. Còn thằng gì nữa? Liệt kê ra đây xem thằng nào nữa. Gì? Axit CH3COH B mol. Vậy có phải mình sẽ có như sau này? Tổng số mol của những thằng này chính là bằng 2 lần số mol hydro, hay là A cộng với 2B cộng C bằng 2 lần số mol hydro là 2 nhân với 0,075 không? Vậy phương trình thứ ba của chúng ta ở đây sẽ là gì? Phương trình thứ ba. A cộng 2B cộng C bằng 0,15, đúng chưa? Bây giờ tìm ra ABC xem bằng bao nhiêu nhá. Bấm máy tính nào. A cộng B cộng C bằng 0,1. 0,5A cộng B bằng 1 phần 16. Tiếp này. A cộng 2B cộng C bằng 0,15. À mình có A ở đây bằng 0,025, B bằng 0,5 và C của chúng ta cũng bằng 0,025. Có bạn nào buổi sáng nay làm cái câu số 22 ra đáp án này không? À đúng rồi, Hưng ơi, mấy bài này làm đồng đẳng hóa cho nhẹ đầu. Ok, đúng rồi, làm đồng đẳng hóa. Tuy nhiên thì đây là cô đang ôn lại cơ bản cho các bạn mà quên mất kiến thức cơ bản rồi, nên cô sẽ giải chi tiết ra, được chưa? Thế còn bạn nào mà sau này mà tham gia cái khóa khóa trả phí nhá, tức là like trong group kín, thì chúng ta sẽ học các phương pháp hiện đại hay là phương pháp mới như là đồng đẳng hóa này, hay là dồn chất xếp hình vân vân để mục tiêu 9 cộng nha. Thế còn khi cô like trên Facebook này thì cô sẽ like ở mức độ cơ bản, được chưa? Bởi vì các bạn xem free ở đây phần lớn là các bạn ở mức độ cơ bản, nên cô sẽ giải chi tiết theo hình thức cơ bản, được chưa? Thế còn bạn nào mà muốn quyết tâm tham gia khóa mục tiêu 9 cộng nha, 9 cộng thì chúng ta sẽ vào group kín, được chưa? Và bạn nào muốn học nhá thì inbox cô này, hay là như ban đầu cô phân tích đấy, inbox hai chị trợ giảng xinh đẹp là Lê Nga Việt Rách và Thanh Thúy Việt Rách nha. Ok, vậy bây giờ có ABC rồi đúng chưa? Vậy hiệu suất của phản ứng chuyển hóa ancol thành aldehyde chính là bằng gì? Bằng A chia cho 0,1 nhân 100. Vậy có phải là bằng 0,025 chia 0,1 nhân 100 hay là 25% không? Được chưa? Hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa? Tiếp theo nhá, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 23. Hai câu chốt nữa thôi, câu số 23 và câu số 24. Để xem là chúng ta tìm ra đáp án ở đây là đáp án gì nhá. Rồi, comment nào. Xem là câu số 23 đáp án ở đây là đáp án gì nào.
chạy đi đâu hết rồi? Hỏi con gái cô bao nhiêu tuổi, cô không trả lời là chạy hết rồi. Nào, đáp án ở câu số 23 xem là đáp án gì nào. Chữa nhá. Một chất X có công thức phân tử là C4H10O, được chưa? Cho CuO nung nóng vào dung dịch của X, thấy chất rắn màu đen chuyển thành màu đỏ, X không thể là chất nào sau đây? À, mình có là gì? C4H10O, vậy K bằng 0. Phản ứng được với CuO nung nóng, vậy sẽ là gì? Ancol nhá. Và chất rắn màu đen chuyển thành màu đỏ thì điều đó chứng tỏ sẽ là ancol bậc 1 hoặc là bậc 2. Vậy X không thể là cái gì? X không thể là thằng bậc 3. Vậy xem là trong số 4 đáp án này, thằng nào là thằng bậc 3? Nào, xem thằng nào là thằng bậc 3 nào. Phân tích nhá. Butan 2 ôn, thằng này là bậc 2 rồi. Cẩn thận thì viết ra như sau. Đây, bậc 2. Vậy loại A rồi, đúng chưa? Tiếp này, metin propan 1 ôn. Đây, propan 3 carbon. Đây, bậc 1 rồi. Ancol butylic bậc 1, đúng không? Vậy loại B, loại D, đáp án ở đây chỉ có thể là gì? C, được chưa? Chốt câu số 23, chọn C. Tiếp theo đến câu cuối cùng, câu số 24 nào. Câu số 24 xem đáp án ở đây sẽ là đáp án gì nhá. Câu số 24 nào, câu chốt nào. Rồi, hôm nay trời không mưa to sấm chớp đúng không? Trần Mai Hương đâu, sáng đâu, comment nào. Luật 24A, rồi thử xem là đáp án ở đây là gì nhá. Cho các hợp chất sau, 6 hợp chất, trong đó có hợp chất là ancol đa chức này, có hợp chất là ancol đơn chức này, có hợp chất là ete này. Vậy các chất đều tác dụng với natri và đồng 2 hydroxit. Vậy để tác dụng được với hai chất này thì nó phải là gì? Ancol đa chức. Vậy thấy là loại cái thằng F vì nó là ete. Loại thằng E bởi vì nó là đơn chức. Vậy đâu có E loại, đâu có F loại. Loại được A và C rồi. Tiếp theo này, để nó phản ứng được với đồng 2 hydroxit thì phải làm sao? 2OH phải liền kề. Phải có 2OH liền kề. Trần Thị Mai Hương bị mất gốc á. Mồm cứ bảo mình mất gốc thì sẽ thành mất gốc thôi. Mất gốc thì ta bồi, sợ gì đâu, đúng không? Sáng lại còn comment A. Ngủ gật đúng không? Ngủ gật nghe cô gọi nên là vội vàng comment A đúng không? Rồi, luật Me Too. Ờ, thấy người ta bảo mất gốc cũng azure đúng không? Mất gốc mà làm được hết tất cả 23 câu trừ câu 22. Trời ơi, chỉ được cái azure đua đòi là giỏi. Nào, 2OH liền kề, vậy thằng A sẽ chọn. A chọn, chưa loại được đứa nào cả. B sẽ không chọn bởi vì 2OH ở đây không liền kề. Vậy loại B, loại B thì thấy ngay chỉ còn thằng D thôi chứ còn gì nữa. Đúng chưa? Như vậy câu số 24, đáp án ở đây sẽ là đáp án D. Rồi, như vậy là trong một khoảng thời gian thì cô đã cùng các em giải quyết xong 24 bài tập về ancol. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe nhá. Hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Và lưu ý với các em là bạn nào mà quan tâm đến học sớm 12 nhá, hoặc quan tâm đến học sớm 12 của cô thì nhớ là inbox cô này, hoặc là hai chị Lê Nga Việt Sách hoặc là Thanh Thúy Việt Sách nha. Thì chúng ta sẽ học theo lộ trình nhá. Còn cô live free trên YouTube này thì cô sau khi chuyển sang học sớm 12 thì cô sẽ live 2 buổi trên một tuần ở trên Facebook thôi. Nha. Rồi, như vậy là trời ơi, luật sai có 2 câu thế mà bảo mất gốc đúng không?
Sáng ơi làm sao đây? Sao mà từ từ sáng? Rồi, từ từ. À, cô vẫn còn tổng ôn cho các bạn. Buổi sau chúng ta sẽ học aldehyde nha. Buổi sau học aldehyde. Sau đó chúng ta còn một buổi học acid carboxylic nữa. Rồi, được chưa? Chào các em nha. Hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau.